Lâm Khánh Chi không muốn nhờ người Việt Nam mang thai hộ vì sợ mất chồng. Mỹ nhân chuyển giới cho biết trước khi lên bàn mổ để được làm con gái, cô đã lưu giữ lại tinh trùng của mình tại một bệnh viện ở Thái Lan. Từ khi quyết định chuyển giới để sống thật với giới tính, Lâm Khánh Chi từng ước mơ có thể sinh được con. Điều này càng thôi thúc nữ ca sĩ hơn khi đã có tổ ấm gia đình với ông xã điển trai, kém 8 tuổi. Cô từng tuyên bố, tôi sẽ tìm một cách sinh con trong năm nay. Mặc người đời dèm pha, tôi chỉ cần bản thân được sống hạnh phúc là đủ. Chắc chắn mọi người sẽ bảo tôi điên rồ, vì chuyển giới mà có con là điều không thể. Ông xã gia đình đang hết lòng ủng hộ, tôi tin sẽ có phép màu đến với mình. Có hai phương pháp từng được vợ chồng Khánh Chi lựa chọn. Thứ nhất là thụ tinh nhân tạo dựa trên tinh trùng của chồng và nhờ người mang thai hộ. Thứ hai là sinh con nuôi. Tuy nhiên, cả gia đình hai bên đều mong muốn sẽ có cháu cùng huyết thống. Trao đổi với chúng tôi, Lâm Khánh Chi tiết lộ, trước khi trở thành con gái, cô đã lưu giữ tinh trùng tại một bệnh viện ở Thái Lan. Vì vậy, trong thời gian tới, nữ ca sĩ chuyển giới sẽ có thể chính thức lên chức mẹ thực thụ. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ hình ảnh cùng ông xã kém 8 tuổi và 14 thành viên trong gia đình đáp chuyến bay sang Thái Lan, mong mỏi gặp bác sĩ tìm ra những phương pháp có con trong thời gian sớm nhất. Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định không thuê người Việt Nam mang thai hộ. Vợ chồng thống nhất sẽ thuê người bên Thái để tránh những điều không hay sau này. Nếu như tìm một người xa lạ thì nỗi lo của mình không còn nhiều. Còn chọn người ở Việt Nam thì nhiều vấn đề mình không kiểm soát được. Nói một cách xa hơn là mình có thể mất chồng như chơi, Lâm Khánh Chi bộc bạch. Về kế hoạch sinh con, Lâm Khánh Chi cho biết cô từng muốn giữ bí mật và âm thầm thực hiện vì không muốn ồn ào. Tôi dự định không nói sẽ tốt hơn, để rồi tự mình suy nghĩ thấy giữ riêng cho mình là quá ích kỷ. Khi nói ra, những bạn có ý định chuyển giới sẽ có thêm thông tin hữu ích. Nỗi lo không có con cùng huyết thống của người chuyển giới sẽ không còn nữa. Lúc đó các bạn có thể tự tin sống hạnh phúc với những quyết định mà mình lựa chọn, cô nói thêm. Sau đám cưới vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi cho biết cuộc sống gia đình và công việc của cô hoàn toàn ổn định. Nữ ca sĩ thừa nhận quyết định chuyển giới của mình là đúng đắn vì được trở thành con gái thực thụ và được cưới người đàn ông mà mình yêu thương. Hiện Lâm Khánh Chi vẫn chạy show ca hát ở khắp các tỉnh thành. Ông xã kém 8 tuổi của cô vẫn hoạt động kinh doanh tại Vũng Tàu. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, anh đều cùng vợ đi diễn, du lịch. Về ông xã kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi thẳng thắn, chồng tôi không phải là đại gia. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tiếng gọi và sự hòa nhịp của con tim. Cả hai không vì danh vọng vật chất như nhiều lời đồn đoán. Trước các ý kiến không hay của dư luận về tình yêu giữa anh và bạn gái hơn 8 tuổi, ông xã Lâm Khánh Chi đáp trả, tôi rất ngại chia sẻ chuyện đời tư. Với nhiều người, gặp phải yêu chi, tôi xem cô ấy là một người bình thường. Cảm xúc đến tự nhiên và tôi đón nhận. Tình cảm cá nhân, cả hai thấu hiểu là đủ. Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng trả lời với báo chí, bí mật được tiết lộ, Lâm Khánh Chi còn lưu giữ tinh trùng và sinh con trong năm nay. Một sự thật bất ngờ đã xảy ra khi nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ còn lưu giữ tinh trùng của chính mình tại Thái Lan. Vậy là việc có con không chỉ là giấc mơ xa vời của nữ ca sĩ. Nỗi lo lắng duy nhất của cô thời điểm bấy giờ chính là chọn lựa được phương pháp thích hợp nhất để chào đón những thiên thần nhỏ ra đời. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn mặc định nữ ca sĩ chuyển giới đình đám Việt Nam Lâm Khánh Chi. Dù hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn vì không thể sinh được một đứa con ruột. Sự nghiệp hoành tráng, tìm được một nửa hạnh phúc và được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng đâu đó trong cuộc đời của nữ ca sĩ chuyển giới vẫn còn thiếu vắng một điều gì đó khó nói. Với những người hâm mộ Lâm Khánh Chi, khán giả dễ cảm thấy vừa buồn vừa thương cho thần tượng của mình. Những người canh tị với sự thành công của cô thì luôn chế giễu vì họ cho rằng dù cô có ở vị trí nào, địa vị gì đi chăng nữa, nhưng không có con là hạnh phúc cô đang có sẽ trở thành vô ý nghĩa. Vậy mà, dự kín bao nhiêu lâu, mới đây nữ ca sĩ cũng chính thức báo tin vui đến với người hâm mộ. Một sự thật mà không phải ai cũng biết chính là cô đã lưu giữ tinh trùng tại một bệnh viện của Thái Lan. Và trong thời gian sớm thôi, Lâm Khánh Chi sẽ chính thức nhận được hạnh phúc của một người mẹ thực thụ. Chào ca sĩ Lâm Khánh Chi, hiện tại thì cuộc sống sau hôn nhân của chị như thế nào? Cuộc sống có nhiều đổi khác so với thời gian độc thân trước đó hay không? Thật ra cuộc sống có chút thay đổi nhưng không quá khác biệt. Lý do là trước khi đám cưới thì hai vợ chồng Lâm Khánh Chi đã có thời gian tìm hiểu và sống chung với nhau. Vì vậy, việc sống chung không có nhiều bỡ ngỡ, nhưng tâm lý của việc tổ chức một ngày lễ trọng đại, bước lên xe hoa thì có những sự thay đổi. Ngày kết hôn là khởi đầu cho sự gắn kết của hai gia đình, là trách nhiệm của hai vợ chồng trong cuộc sống mới. Kết hôn như một sợi dây thắt chặt những mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, không điều gì có thể hạnh phúc bằng về sống chung một mái nhà, làm việc cùng một nơi. Khánh Chi và chồng vừa là bạn đời,
và là vừa đồng hành cùng nhau trong công việc, điều đó giúp cho cuộc sống của cả hai thăng hoa hơn rất nhiều. Cánh Chi nghĩ bất kỳ một người phụ nữ chuyên giới đều rất khao khát được làm mẹ. Thế nhưng, phải đúng thời điểm thì mới có thể đưa ra những quyết định rất quan trọng này. Và đúng thời điểm này Cánh Chi cũng xin báo tin để mọi người có thể cùng vui với Cánh Chi là điều ấy sắp thành hiện thực. Hiện tại có hai phương pháp đang được hai vợ chồng Cánh Chi lựa chọn. Thứ nhất là thụ tinh nhân tạo dựa trên tinh trùng của chồng và nhiều người mang thai hộ. Thứ hai là sinh con nuôi. Tuy nhiên cả hai gia đình hai bên đều mong muốn được có cháu cùng huyết thống. Có một điều mà ngày hôm nay Khánh Chi quyết định chia sẻ với người thân và bạn bè là tinh trùng của mình hiện đang được lưu trữ tại một bệnh viện của Thái Lan. Ngày 15 tháng 9 tới đây, 16 người trong gia đình Khánh Chi sẽ bay sang Thái Lan để tiến hành lựa chọn những phương pháp phù hợp. Câu trả lời sẽ được gửi đến người hâm mộ sớm nhất. Mặc dù rất hào hứng về kế hoạch quan trọng này, nhưng chắc chắn chị sẽ có những nỗi lo và tâm sự. Vậy thì nỗi lo đó là gì? Sau khi đắn đo suy nghĩ, Khánh Chi quyết định không thuê người Việt Nam mang thai hộ. Vợ chồng thống nhất sẽ thuê người bên Thái để tránh những điều không hay sau này. Nếu như tìm một người xa lạ thì nỗi lo mình không còn nhiều, còn chọn người ở Việt Nam thì nhiều vấn đề mình không kiểm soát được. Nói một cách xa hơn là mình có thể mất chồng như chơi. Khánh Chi là người của công chúng, việc tìm kiếm Khánh Chi không phải là khó khăn. Nếu người phụ nữ ấy tìm đến chồng mình thì mình cũng không lường trước được, chưa kể đời sống vợ chồng không tránh khỏi những lột đột. Rồi những lúc như vậy mà có người thứ ba thì hạnh phúc sẽ bị đe dọa. Với một người phụ nữ, thiên chức làm vợ, làm mẹ và giữ gìn hạnh phúc là những điều hoàn toàn cần phải có. Là một người, kế hoạch chị chia sẻ chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ lụy sau này. Chị có nghĩ đến việc đó hay không? Đúng là Khánh Chi định giữ bí mật và âm thầm thực hiện những phương pháp. Đến lúc sinh con, đã có thời gian Khánh Chi ưu tiên việc sinh con nuôi, nhưng gia đình không ủng hộ. Đúng là sinh con nuôi có nhiều vấn đề phức tạp hơn mình, nghĩ rất nhiều. Làm Khánh Chi dự định không nói sẽ tốt hơn. Để rồi tự mình suy nghĩ, thấy giữ riêng cho mình là quá ích kỷ. Khi nói ra, những bạn có ý định chuyển giới sẽ có thêm thông tin hữu ích. Nỗi lo không có con cùng huyết thống với người chuyển giới sẽ không còn nữa. Lúc đó các bạn có thể tự tin sống hạnh phúc với những quyết định mà mình lựa chọn. Với điều kiện kinh tế hiện tại thì chị dự định sẽ là mẹ của bao nhiêu đứa con? Nếu như chị thụ tinh được riêng lẻ tinh trùng mỗi người thì Khánh Chi sẽ sinh hai em bé. Còn nếu vui hơn bằng cách nào đó có thể hòa hợp được thì mình có thể sinh một bé và sinh thêm một bé nữa. Để đảm bảo cho cuộc sống và hạnh phúc của con thì Khánh Chi chỉ sẽ chọn hai bé là hợp lý. Tuy nhiên việc sinh con không phải là chuyện kinh tế mà còn là chuyện về giáo dục và nuôi dạy trẻ. Với Khánh Chi thì hai bé là đủ để có thể nuôi dạy và yêu thương trọn vẹn. Đó cũng là con số để mình yên tâm lo lắng cho các bé. Ví dụ chồng chăm sóc một bé, Khánh Chi chăm sóc một bé sẽ cân bằng và phù hợp hơn. Thời điểm chuyển giới, lý do từ đâu mà chị quyết định giữ lại tinh trùng cho mình, có thể nói là mình sống phải gặp phải. May mắn là thời điểm sang Thái thì mình có gặp được cô chú người Việt sống ở đây và có kinh nghiệm hướng dẫn các bạn sang phẫu thuật chuyển giới. Lúc ở Việt Nam, Khánh Chi có nghĩ đến việc lưu giữ tinh trùng nhưng sau đó là quên đi. May là cô chú nhắc hỏi. Lúc đấy mình chợt nhớ ra và cảm kích rất nhiều. Sau đó cô chú dẫn đến bệnh viện giúp cho mình thông dịch và giới thiệu về việc giữ tinh trùng. Khánh Chi nghĩ việc giữ tinh trùng với nhiều người là có nhưng không nhiều. Những người trước khi chuyển giới đều phải suy nghĩ rất kỹ. Khánh Chi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. May mắn hơn là cô chú hỏi ra bệnh viện mà Khánh Chi phẫu thuật cũng có lưu giữ tinh trùng. Bàn một xíu về chuyện tương lai, chuẩn bị làm mẹ rồi, Khánh Chi nghĩ mình sẽ như thế nào trong việc chăm em bé. Khánh Chi chưa có con nên việc chăm sóc em bé rất ít. Khánh Chi có chăm em và có theo dõi các chị chăm cháu, nhưng bản thân mình cực kỳ thích em bé. Tầm hơn 1 tuổi rất dễ thương và thông minh. Vì không có kinh nghiệm nên Khánh Chi nghĩ mình cần thuê phú nuôi để chăm em tốt hơn. Mình sẽ là người chơi đùa và theo dõi bé cùng với họ. Một người chuyên nghiệp và một người thân ruột thịt sẽ giúp bé có những sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất. Việc sinh con là vấn đề được công chúng đặt ra rất lâu với chị. Thế nhưng giữa những tâm bão thắc mắc, chị lại im lặng và giờ mới lên tiếng. Lý do vì sao đến bây giờ chị mới công khai việc này? Có những chuyện Khánh Chi muốn giữ lại cho riêng mình mà phải đến thời gian hợp lý mình mới chia sẻ. Thậm chí có những chuyện mà mình quên đi, đến thời điểm hiện tại thì muốn mang thai hộ. Từ tinh trùng chồng, mình sực nhớ ra mình cũng đã có lưu giữ tinh trùng từ trước. Nhiều năm về trước, có người hỏi Khánh Chi về việc sinh con và cả dùng biện pháp sinh con. Rõ ràng là trước đây Khánh Chi chưa muốn có. Trong lúc chưa có chồng, chưa hạnh phúc sao mà chia sẻ có tinh trùng làm gì? Chẳng lẽ là đi khoe tôi đang giữ tinh trùng trong khi chồng không có? Bây giờ có chồng và có ý định sinh con mới chia sẻ, chứ lúc trước chia sẻ rồi người ta nói mình không hay. Đúng là có những chuyện phải chọn thời điểm thích hợp thì mới nhận được sự chia sẻ.
mọi người đều vui mừng vì Khánh Chi đang hạnh phúc, gia đình và người thân vẫn chờ đợi mình có con. Đây mới là lúc mình báo tin vui để cho mọi người cùng chúc phúc, niềm vui không chỉ của hai vợ chồng mà còn là của gia đình người hâm mộ luôn dõi theo và yêu thương Khánh Chi.